Xin chào các bạn, hôm nay Vinh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta kiểm tra coi là cái đĩa thắng của mình nó có bị quan hay chưa. Rất là đơn giản luôn, các bạn có thể vận hành xe vừa chạy vừa rà thắng hơi nhẹ nhẹ mà cảm giác cái chân hay là cái tay của mình nó cứ bị đẩy ra đẩy vô ở cái cần thắng á, thì tức là cái đĩa của mình nó đã bị quan, thì nó đẩy cho cái bố thắng của mình nó chạy ra chạy vô. Hoặc là các bạn xoay bằng tay, chúng ta có thể xoay bằng tay như thế này, tới đoạn nào mà của nó bị nặng qua cái đoạn đó thì nó nhẹ lại, thì chắc chắn là cái đĩa thắng của chúng ta đã bị gặp vấn đề rồi. Mà nếu thay đĩa thắng thì chúng ta thay đĩa zin cũng được, mà thay đĩa đồ chơi cũng được. Thì đĩa đồ chơi thì bên shop hai bánh sẽ có cái dòng này mình muốn giới thiệu đến cho các bạn lắm luôn nè. Đó chính là đĩa thắng của Racing Boy. Thì mẫu này nếu mà gắn cho đằng sau của Winner thì chúng ta sẽ có giá là 320.000 nha các bạn. Đĩa được làm bằng chất liệu thép cao cấp nè, rất là đẹp, bền và kiểu dáng của nó vô cùng thể thao luôn nha. Gắp lên xe chắc chắn rất là ưng ý luôn. Đây là đĩa chính hãng của Racing Boy nha, có phiên bản đằng trước và dành cho đằng sau, sử dụng được cho Winner X nào Winner 150 luôn nha các bạn. Muốn mua hàng các bạn liên hệ với số hotline bên trong màn hình.